Xin chào cả nhà. Thì để tạo cái mầm hoa ở trên xoài là sản phẩm nào là hiệu quả, sản phẩm nào là giá thành hợp lý và giúp cho hoa nó ra đồng loạt đều mập, thì xin giới thiệu với sản phẩm là Phốt Kali, là chúng tôi nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Thì đây là cái tờ nhãn phụ là hướng dẫn của công ty chúng tôi trên cái nhiều loại cây trồng, trong đó là có cái cây xoài đây nè. Móc da hết trơn rồi nè, với nó cứng vậy rồi nè, với lá nó dày rồi, nó bóng là đủ điều kiện rồi nè, đầu nó cũng đã là sạm mặt rồi nè đó. Thì sau khi chúng ta đã đổ bắt lo nó được tầm khoảng là 30 ngày thì cái lá nó đã phê rồi, đã dúng mép, giờ nó đã có chỉ chạy cái gân nhỏ rồi, thì chúng ta bắt đầu tiến hành là bón phân. Cái đó hợp lý, ăn thua là ẩm đậu đất thôi. Có nghĩa là nhiệm vụ đầu tiên hết là làm cho cái phân nó tiếp xúc tốt với đất. Nếu mà dù như khô quá mình rải cái nó chọi cái phân nó văng đi, mình cứ tưới sương trước rồi cho nó im đất rồi mình rải phân rồi ngày hôm sau mình tưới xả cho phân nó tan hoàn toàn, nó thấm vô đất. Thì sau khi đã bón phân kali và lân để hỗ trợ phân hóa mầm hoa, thì cái đọt nó chuyển qua giai đoạn lụa như này, còn non như này, thì chúng ta phải tiến hành là phun phân hóa mầm hoa liền, là thường thường là 30 đến 35 ngày sau khi đổ gốc, là phun Phốt Kali này với liều là một chai cho 5 phi, là tương ứng với 1.000 lít nước. Thì sau khi phun cái đợt 1 thì bắt đầu là cái lá nó bắt đầu dày, cái đỉnh sinh trưởng của nó bắt đầu từ là cái mớm sâu nó chuyển thành dạng là nó bắt đầu nhô ra. Đây là cái hình đỉnh sinh trưởng là đã sau khi giai đoạn phân hóa lần 1. Và sau khi chuyển phân hóa lần 1 thì khoảng là 7 ngày đến 10 ngày thì chúng ta sẽ phun phân hóa mầm hai lần thứ hai bằng Phốt Kali nữa. Đó, và sau khi chúng ta đã phun thì chúng ta phải nên kiểm tra về cái độ dày của lá, và chúng ta bóp thử cái lá coi nó có độ giòn, độ gãy gập của lá, nó có tiếng động hay không, nó có giòn, nó nghe rậu rậu hay chưa, và chúng ta coi cái mũ nó tươm ra, cái mũ lá nó tươm ra, và chúng ta hửi coi cái mùi nó có nồng đặc biệt hay không, và kiểm tra trên cái thân xoài. À, cái cọng ha, nó cái độ mốc của nó, độ già của nó độ mốc nó càng lớn, cái quần mốc đen nó càng lớn thì có nghĩa là cái cành chúng ta nó càng già ha. Và đây là cái hình ảnh là cái cành đã trưởng thành nè, nó thành thục, và cái bản lá trên đó nó đã chuyển sang màu xanh đậm và nó giòn. Và cái thêm nữa là cái cành á, cái cành chồi á, nó có điểm mốc và nó cứng và da nó láng, nó không còn nhăn nữa. Thì đó là những cái biểu hiện của cái chồi xoài của chúng ta, nó đã phê cái thú bắt lo cũng như là đã đủ cái điều kiện là phân hóa mầm hoa hai cử, thì chúng ta có thể là tiến hành là kích được ha, kích được. Thì có những trường hợp là trong vườn chúng ta cũng hơi lọt sọt, thì chúng ta dùng cái phương pháp như thế nào, kiểm tra là ngẫu nhiên và lấy tỷ lệ là 64. Nếu 60% số chồi trên hữu hiệu trên vườn chúng ta đạt những cái tiêu chuẩn này đó, thì bốn tiêu chuẩn này thì chúng ta có thể là tiến hành là kích. Còn nếu như trong trường hợp mà nó chưa đủ điều kiện thì chúng ta sẽ tạm thời là ngưng đợi, và đợi đến lúc là, nhắc lại là cái khi đợi là 60% số chồi chủ lực trên vườn chúng ta nó đủ điều kiện là chúng ta sẽ kích. Còn trường hợp này là đây là những cái chồi đã quá lứa luôn rồi, nó đây là huốt luôn ha, nó là cái da nó đã mốc đen sậm luôn rồi, cái lá trên nó xanh sậm và nó ra rúng mình rất rõ ràng. Thì sau khi kích thì nó sẽ ra bông như thế này đó, thì giúp cho cái bông ra một cách là đều mập và hạn chế vấn đề là bị ngù. Trong khi đó là những cái thuốc mà phân bón và khác ngoài Phốt Kali thì nó sẽ không có mập, nó không có xanh đều. Thì nếu quý vị quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249. Goldfield lắng nghe và chia sẻ.